Bác sĩ ơi, ăn mận có béo không? Bầu có ăn được mận không? Ăn mận có bị nóng không? À ok, xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lương Trung Hiếu và hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với bạn là vậy thì ăn mận có tốt hay không và trong mận có cái thành phần gì lợi ích cho cơ thể. Và bạn nào ăn mận nào cũng có thể comment xuống bên dưới xem là mình ăn loại nào và ăn bao nhiêu lần một ngày nhé. Ok, thành phần thứ nhất đầu tiên là thành phần của mận. Các bạn hay đặt câu hỏi là thế thì ăn mận bị béo không, hay là bầu ăn được mận không, hay là ăn mận thì có bị nhiệt miệng hay không ấy, thì nó sẽ liên quan đến thành phần nào trong quả mận gây hại cho cơ thể, thành phần nào thì gây lợi cho cơ thể, đúng không nhỉ? Thì đây chính là bảng thành phần của mận. Thế thì mận thì có rất nhiều loại, thì tùy theo cái độ chín của mận thì thành phần nó cũng có sự thay đổi. Ví dụ là chúng ta có mận Hà Nội này, có mận Sơn La này, có mận cơm này, rất nhiều loại mận, đúng không nhỉ? Thế thì đây là một vài ví dụ đây, một đĩa mận nó xíu chuẩn bị sẵn luôn. Ui còn quá, mặc dù nó xíu không thích mận lắm nhưng cũng khá ngon. Không biết là các bạn đang ăn loại mận nào thì hãy comment xuống bên dưới nha. Đó, rất nhiều mận. Còn này cũng có vẻ hơi chín chín. Mận xanh, mận này mận gì các bạn nhỉ? Hãy comment xuống dưới nhé. Rồi thì trong quả mận thì sẽ có hàm lượng dinh dưỡng như sau. Mỗi 100g mận thì sẽ có là 9,92g đường. Tổng lượng carbon thì đã là khoảng 11g. Tức là nếu các bạn ăn một lần khoảng 300-500g mận, tức là nửa cân mận ấy, bỏ hạt đi thì nó sẽ còn khoảng 300 thôi. Coi như là nửa cân mận thì tạo ra được 300g mận. 300g mận thì tương đương với khoảng 30g carbon hydrate. Vậy thì câu hỏi là ăn mận thì có béo không? Thì các bạn tự trả lời nhá. Đương nhiên 30g carbon hydrate trong mận thì sẽ rất khó để làm các bạn béo, vì trong mận còn có chất xơ. Thì chất xơ sẽ giúp cho việc là hấp thu đường sẽ chậm hơn. Nhưng mà tại sao ăn mận béo thì các bạn hãy xem hết video này và Siêu sẽ trả lời các bạn nhé, để chúng ta tránh. Rồi những thành phần tiếp theo không quan trọng lắm như là chất béo 0,28g hay chất đạm 0,7g, protein nó cũng không đáng kể. Những thành phần vi lượng khác như là vitamin A, vitamin B1, B2, B3 cũng không đáng kể luôn. Thôi bỏ qua luôn. Tất nhiên nếu các bạn ăn một ngày một cân thì không tính, vì nó là số lượng quá nhiều. Không biết bạn nào ăn được một cân không thì comment xuống dưới. Thì có cái thành phần tương đối cao đây là vitamin C. 100g mận thì có đến 9,5mg C, tương đương với 11% nhu cầu. Vậy thì nếu một ngày ăn một cân mận là đã đủ vitamin C rồi. Nhưng nếu một ngày chúng ta uống một viên C thì chúng ta sẽ bằng 5 cân mận. Các bạn muốn một viên C hay 5 cân mận thì comment xuống bên dưới nhé. Và nếu thấy hay đừng quên like, subscribe ủng hộ Xíu. Ok rồi, phần số 2. Vậy thì câu trả lời ăn mận có bị béo không, có tăng cân không? Thì như này, các bạn cũng vừa xem bảng thành phần rồi. Nhưng tại sao ăn mận béo? Vì các bạn có ai ăn mận không không? Có ai ăn quả mận cắn cái ăn luôn không? Không có đúng không? Chúng ta hay ăn mận với gì? À, ăn mận với súp. Có thể là súp hảo hảo đúng không? Có thể là muối ớt. Có thể là cái súp ngọt ngọt chua chua đúng không? Các comment thử xem. Và càng chấm thì chúng ta chấm càng đậm, càng ngập. Tức là cắn một miếng rồi mà chấm miếng tiếp theo nó phải đậm đúng không? Các bạn comment sẽ đúng không? Vì khi bị cắn một miếng thì cái phần quả mận này nó sẽ ngấm hơn, nó bám cái đồ chấm hơn. Nên tại sao nhiều bạn bảo em ăn mận lại bị tăng cân? Thực ra là gì? Là vì các bạn ăn cái thành phần súp nhiều quá. Vì trong cái phần súp thì nó có đường, mà là đường trực tiếp. Các bạn thử comment xem một lần các bạn ăn bao nhiêu gram súp. Thì chúng ta bổ sung cái đường mà ở trong gói súp thì nó là đường trực tiếp. Nên là chúng ta ăn cảm thấy nó sẽ có bị ngọt ngọt, chua chua kèm cả mận. Và ít muối mặn mặn, còn thêm ít cay cay nữa đúng không? Thèm rõ rãi luôn đúng không nhỉ? Thì cái việc tăng cân ở đây là phần lớn do cái đường ở trong đó các bạn ạ, không phải do quả mận. Nên là đừng đổ oan lỗi cho mận nhé. Ok, thế thì làm thế nào để ăn mận đỡ béo? Thì đơn giản, các bạn sẽ chấm ít súp hơn, hoặc là chúng ta sẽ ăn mận chay không thì hơi khó. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ cân đối lượng ăn mỗi ngày. Ví dụ một ngày chúng ta ăn khoảng một lạng mận thôi, ngày hôm sau ăn một lạng nữa. Tức là hãy chia nhỏ số lượng ăn ra trong mỗi một lần và mỗi một ngày. Thì đây là cách đơn giản nhất để các bạn ăn mận đỡ béo. Ok, thấy hay đừng quên bấm subscribe của Xíu nhé. Ok rồi, phần số 3 là vậy thì bầu có ăn được mận không? Và còn hai điều quan trọng nữa các bạn xem hết nhá. Thế thì qua bảng thành phần như này thì bầu chúng ta có ăn được mận không? Hoàn toàn ăn được bình thường. Bởi vì rất nhiều chị em nghén vẫn ăn mận bình thường mà. Nhưng khi các bạn ăn mận quá nhiều ấy thì trong mận sẽ có vị chua, sẽ ảnh hưởng đến men răng, nhưng mà liên quan gì đến con. Thế thì khi mà ăn mận nhiều quá, các bạn không còn thích ăn những cái đồ ăn khác, sẽ gây ra bị rối loạn dinh dưỡng và thiếu những cái yếu tố vi lượng khác, bởi vì trong mận không thể cung cấp đủ các lượng vitamin hay là chất khoáng cần thiết cho các bạn được. Do đó thì bầu vẫn có thể ăn mận,
nhưng các bạn phải phải ăn thêm những thành phần khác, ví dụ là ăn thêm các đồ ăn này như là rau củ quả tươi khác này, hay là các viên uống bổ sung khác, tùy theo mỗi giai đoạn. Bạn nào bầu mà chưa biết bổ sung như nào cũng có thể là comment xuống dưới hay là nhắn tin cho họ xíu nhá. Đó, nên là nhiều chị em nghén, đặc biệt là nghén bé gái đúng không, thì thường hay thích ăn mận chua đúng chưa, chứ còn nghén bé trai thì sẽ ít hơn đúng không, rất ít bạn đúng không, rất ít bạn mà thích ăn mận. Do đó thì bầu ăn được bình thường nhưng mà không ăn quá nhiều trong một lần, ví dụ 200g 100g một lần là rất là ok, bình thường không vấn đề gì hết, sẽ ít nguy cơ hơn nhá, nó không vấn đề không đúng lắm, tùy vào cơ địa chúng ta nữa và cái loại mận ăn chín hay ăn xanh nữa cơ. Thôi tóm lại 100-200g là không phải nhiều trong một lần. Ok, ngoài phần số 4, tại sao ăn mận thì lại lên mụn? Bạn nào ăn mận lên mụn thì comment xuống. Câu trả lời tiếp theo sẽ khiến các bạn bất ngờ. Quả mận, bác sĩ cũng có đọc rất nhiều nghiên cứu, cũng không thấy nghiên cứu nào nói về việc là ăn mận lên mụn hết ấy. Thế thì tại sao lên mụn? Khi chúng ta ăn mận, chúng ta chấm với súp, nguyên nhân lại là gói súp rồi. Chúng ta hãy cẩn thận với gói súp của mình nhé. Nguyên nhân chính là do cái ớt, cái độ mặn, độ ngọt trong súp có thể dẫn đến bị lên mụn. Hình dung này, trong cái nguyên nhân gây mụn thì chỉ số glycemic, tức là đồ ăn quá ngọt mà đường hấp thu quá nhanh, làm tăng insulin quá nhanh thì cũng sẽ dẫn đến là tăng nguy cơ mụn. Do đó thì có những bạn là hay uống các loại sữa có đường, hay là chúng ta ăn các loại đồ ngọt hay là sô-cô-la, thì chính hàm lượng đường cao trong thực phẩm có thể dẫn đến gây mụn. Nên cái việc ăn mận lên mụn thì nó sẽ ít hơn, chủ yếu là do cái đồ chấm của chúng ta thôi. Nhưng tuy nhiên thì có những trường hợp là cái cơ địa các bạn là cứ ăn mận lên mụn, thì đây thuộc về yếu tố cơ địa. Nên nếu ai ăn mận mà cảm thấy lên mụn thì các bạn sẽ điều chỉnh giảm cái lượng ăn xuống, hoặc là giãn cách thời gian ra, vì có thể cơ địa mình nó không hợp với mận. Nhưng mà thèm quá mới làm nào, thì cách đơn giản nhé, các bạn hãy ghi xuống, đó là hãy tách nhỏ và chia nhỏ thời gian ra, và các bạn thử đo lường xem với cái lượng mận bao nhiêu mình ăn không lên mụn, thì lần sau mình ăn đúng cái lượng đó thôi, tránh ăn quá nhiều trong một lần là sẽ ok. Chứ một ngày các bạn ăn một cân mận thì nó sẽ cũng bỏ tay. Ok, phần số 5 là những tác hại khác, ví dụ như là bị nhiệt miệng này, hay là men răng, ảnh hưởng đến men răng, vì trong cái đồ chua ấy, hay là đồ chua thì nó đều dẫn đến là tăng nguy cơ là bị bào mòn men răng hơn. Các loại axit nói chung, không chỉ mỗi mận hay là các loại quả chua khác đều ảnh hưởng đến men răng hết, nên là các đồ chua nên mà nên ăn hạn chế thôi. Điều thứ hai là có nhiệt miệng hay không, hay là các yếu tố gây nhiệt miệng, cách phòng tránh chúng ta hãy xem tiếp cái video tiếp theo của Xíu nhé. Và đừng quên like, subscribe ủng hộ Xíu. Xin chào, bye bye.